có chậu hả? Ừ. Bây giờ em làm sao? Nó làm nhỏ vậy thì nó không làm. Nó phải làm bự vậy, nó bán bự. Hôm nay mấy chị em gặp nhau nè, cả nhà ơi. Rồi, áo dài đẹp quá ta. Mới mua hả? Dễ thương. Quên cái son. Hôm nay tươi quá. Đẹp quá, dễ thương á. Cái quần cũng đẹp. Rồi Thảo tặng cho Linh Gali một ít quýt quýt nhà. Này, nói nghe. Cái này về dán Tết bao lì xì để Tết cho mấy đứa cháu con chị. À trời, dễ thương không? Dễ không? Bánh trái gì cho ha. Vui vậy đó. À, vậy đó, nướng túm túm vậy đó. Nướng túm túm vậy đó. Cảm ơn chị Linh cho này nha. Đẹp ha. Tại em thích than đá. Cảm ơn. Ừ, cho nó đại dương cho nó đẹp. À, cây này là em thích lắm nè. Vậy hả? Cảm ơn chị đẹp. Nếu cơm. Rồi cho gửi cho Kính một chậu luôn. Nước chậu. Bữa bạn áo dài. Rồi cảm ơn hai chiếc bưởi luôn ha. Bưởi này bưởi nhà ta trồng á, người ta bán á. Đẹp ha. Chân Tết. Quan trọng là tình cảm là bả đi mà bả chạy, bả ngừng xe lại bả mua cho. Dừng xe lại nửa đường để mà mua bưởi. Chỗ này đẹp nè. Trưng bày mấy cây hoa giả đẹp quá. Mọi người bà con mình mua áo dài nè. Mua sắm áo dài mặc Tết. Vui quá. Cái áo dài á, cái này cũng bên trong 5.000 đồng. Dễ thương. Có nhiều kiểu. Dễ thương á. Nó chủ giờ đến từ đường rồi. Đây có mấy cái chừng như cái hoa. Đẹp ha. Nó bán luôn không ta? Đúng rồi, bán. Để đây là bán hả? Bán hoa luôn, hoa thiệt, hoa giả gì cũng có hết trơn. Chỗ này thì bán chuỗi. Trong đó đẹp quá. Khách hàng mua áo dài nè. Lịch bao lì xì. Máy vô bao lì xì đủ màu đủ kiểu. Năm nay năm con cọp nè. Họ bán hình của con cọp. Bao lì xì thì phước lộc thọ. Có cọp, có hổ. Đông vui quá bà con ơi. Đông vui quá luôn cả nhà ơi. Hôm nay là 21 Tết rồi, sắm Tết là vừa rồi. Chứ này bán áo dài. Cái pháo nó pháo bao nhiêu đó? Bao nhiêu? 85 là cỡ nhầm. Quá chừng luôn. Đủ thứ luôn. Cái nào đó? Cái đó nó chị ngay chỗ nhỏ nhất chỗ đó chị thấy nhỏ nhất thôi. Where's the calendar board? Là chỗ con đứng cái đó không thấy là hết rồi. Hai bé. You don't see that thing no more. Ở đây nè, đông bước vui nè. Chỗ này vui ha. Chỗ này đông nè. Chỗ này là cái chỗ bánh mứt. Cái chỗ này đông hơn nè cả nhà ơi. Cái bên kia thì không thấy, người ta dồn lại đây hết trơn. Linh thấy con mình Linh với lại Thảo Kali với Nicky Trần là mẫu dài thôi. Còn đây
Ồ, cái này đông quá. Bánh mứt kìa. Đông quá. Đây, chỗ này thì hàng bánh mứt, khô bò, mực, me, đủ thứ nè. Còn phía bên đây thì trái cây, chuẩn bị nó mua cúng nè. Ngày 23 là cúng ông Táo. Sớm quá vậy. Người ta chuẩn bị trước nè cả nhà. Có qua đây hơn rất là đẹp. Dành mua. Cũng như dành mua. Rồi chỗ này nữa, bánh mứt thì cũng có mấy chỗ luôn. Bánh tét. Bánh tét. Giờ thủ. Đã lụa anh em. Đâu? Cô kính đâu? Đây nữa, bên kia thì mứt gừng, đủ thứ loại mứt á. Còn này là bánh tét nè. Bánh chân. Nó lập xưởng có đầy đủ lắm cả nhà ơi. Bên đây thì mỗi năm thì tân tiến hơn, không thiếu gì hết, cũng giống như ở Việt Nam vậy đó. Thì nhiều quá. 20, mặn là 20, chai là cũng 20 luôn. Bánh tét ba màu là 18 đô, bánh chưng 25 đô la. Bánh tét chai. Bánh tét chai. Giờ năm nay có 3 màu nữa. Có mặn nữa, có 3 màu nữa. Rồi. Cái hàng đây là bánh mứt ha, người dân người ta mua quá chừng luôn nè. Mua thèo lèo. Mứt thèo lèo để mà cúng ông Táo đó cả nhà. Bên này thì mắm tép. Bánh nem ngon quá em. Nem. Có dưa món. Mắm tép cũng có nè chị. 3 màu 18 đồng. Bánh tét thì có 3 loại ha. Đòn to lắm em ơi. To ha. Ở đây gói là 20. Bây giờ rất là hiện đại em ha. Không thiếu gì hết luôn á. Càng ngày thì người dân, người Việt Kiều mình cũng ăn Tết theo cái kiểu Việt Nam mình. Cũng mua đầy đủ mâm quả. Rồi có những cái món như thế này là mình ăn chơi nè. Mắm tép, mắm tôm đồ. Nói chung là không thiếu gì hết cả nhà, giống như bên Việt Nam luôn đó. Rồi còn bên đây nữa là hàng uống nè. Đây. Có bánh bía luôn nè. Bánh bía chai. Đầy đủ luôn ha. Cũng đông quá. Kính hả? Bữa sáng con ăn gì con? Kiếm gì ăn đi order ăn. Đâu rồi? Kiếm gì? Chắc hai chắc mẹ con bên kia ăn đồ Thái gì. Bữa em ăn đó đó, có đồ chơi đó. Đông quá luôn. Đông quá luôn. Áo dài có mình mặc à? Ăn đại đi, gì đơn giản thôi, ăn kiếm gì ăn đại đi. Phía trước là bán hoa. Lên thấy cái nụ tầm xuân này cả nhà ơi. Nụ tầm xuân thì có rất là nhiều màu. Cúc nè. Cúc hoa. Hoa lơ ơn, hoa quệ. Nụ tầm xuân thì đủ màu luôn.
để chưng Tết nè. Này là màu màu tầm sưng màu vàng. Trời, thấy không, màu vàng đẹp không? Bây giờ kêu chỉ order không có, chỉ không có hàng. Vàng đỏ hả? Vàng đỏ trên lượng này đẹp với chị ha. Sao nó ngắn hơn? Sao nó ngắn hơn? Cái này 22 đồng, cái này 13 đồng. À vậy hả? 13 đồng thì mua 2 được. Dạ, mua 2 cái lọ này đi. Sao nó rụng hết trơn vậy? Nó rụng hết trơn rồi hả? Cái 13 đồng cái nhỏ mà nó rụng quá. 13 đồng mà nó rụng quá. Còn cái này là lớn hai mấy đồng. Trời, 25 đồng á. À, năm nay bán mai nhiều quá. Em ơi, năm nay bán mai nhiều quá nha. Năm nay ta chuẩn cái này là trồng cái này nhiều. Vậy hả? Thế mai gì? À, không thấy mai tứ quý nha. À, có mai họ cắt nhánh sẵn luôn nè cả nhà. À, mai hay đào gì nè. Mai cũng chưa có nhiều người. Cũng chưa có nhiều người đi nữa. Chắc tuần sau đi. Tôi nghĩ là cuối tuần á. Tại vì Tết năm nay là nhằm ngày thứ ba. Thì thứ bảy chủ nhật á, thứ sáu bảy nhật, 3 ngày cuối tuần thì người ta sẽ trưng bày bán nhiều hơn. Linh thấy không có ai đi mẫu dài hết trơn. Có mình Linh với Thảo Kali với Nicky Trần mẫu dài thôi. Nhưng phải kệ. Tại vì tranh thủ đi những ngày này để chụp hình. Nói chung là hôm nay không có nhiều hoa để mà chụp hình. Nhưng mà chụp được mấy cái cây hoa mai đây nè. Linh thấy nó nở hết trơn rồi. Nó nở sớm quá hay sao quá. Nhìn giống mai giả sức mà thật ra là mai thiệt cả nhà ơi. Mai thiệt. Họ tranh thủ họ bán trong lúc này nè. Năm nay thầy ưa chuộng cái mai này nhiều hơn là cái mai dây. Một cây là 200 mấy đô đó. Thế này nè, 250 đô cho một cây. Cũng có quýt, có cây bưởi nè, con trái. Đây là mai dây. Mai dây họ bán cũng mắc lắm. Một chậu như thế này thì 58 đô. Cây to bên kia là cũng hơn 100 đô. À, năm rồi thì cũng không có xôn xao nhộn nhịp như năm nay. Cũng giống như vậy thôi cả nhà. Tại vì gần cuối đó, gần cận Tết thì mấy thằng dân họ mới tranh thủ đi shopping, đi mua đồ. Kêu cái món này chả cá lai vọng ở đây rất là ngon luôn. Nhà Phi Long làm cái món này ngon lắm. Em lại là em từ hôm mới bắt đầu dịch tới giờ. Ừ. Mình cuốn cuốn hai rồi chấm mắm nêm rất là ngon luôn. Cái gì gọi thêm? Thêm bún đi ha. Gọi thêm bún đi Thảo. Thêm bún đi em. Em ơi cho chị thêm. Thêm bún nha. Ừ. Bún gì bún. Rồi, đây là cái món chả cá lai vọng. Bây giờ mời cả nhà nha. Gọi thêm mấy món khác nữa. Nhưng mà nó đưa lên trước một món thôi. Từ từ con chưa ăn. Em ăn mắm thường. Rồi. Hai đi hai. Mời cả nhà ăn trưa. Đó vậy đó. Thảo ăn bún xong rồi nước tương hả? Không biết có nước tương không? Nước tương cây đi hả? Không có nước tương hả? Để thịt lên. Đang ăn chay đâu có biết đâu. Ăn chay luôn hả? Ăn rồi. Rồi. Nhưng mà năm sau chị ăn tháng 4 ngày được rồi chị, còn lại chị nên ăn đấy cho nó có sức. Thảo ăn chay cả nhà ơi, thì order đã ăn
cá với lại thịt nhưng mà Thảo ăn không có được. Phải sơ tẩy của mình nó khác. Dạ. Dạ. Ok, hôm nay mấy chị em Linh đi vòng vòng ở Mo để mà quay phim cho cả nhà coi 21 Tết ở Mỹ, ở Bắc Cali. Tạm thời bây giờ xin tạm dừng cái video đây nha. Cả nhà mình chào khán giả đi. Chào hết đi luôn kìa chị đẹp. Tạm biệt cả nhà. Chào cả chúc nhà năm nha. Mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Chúc cả nhà năm mới tràn đầy hạnh phúc nha. Bình năm an. Mới vạn sự như ý. Yeah. Bye bye cả nhà. Hết pin luôn.